Chào mừng quý vị đến với chương trình Tiêu điểm 365 trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Khẩn trương rà soát công tác phòng chống cháy nổ của các hộ sản xuất nhỏ lẻ. Thu thuế Facebook khó trông vào sự tự giác. Thành phố Hồ Chí Minh cháy lớn thiêu rụi nhà xưởng rộng hàng nghìn mét vuông, thiệt hại hàng tỷ đồng. Dạy chữ cho trẻ trước khi vào lớp 1, nên hay không nên? Thưa quý vị, sau một loạt các vụ cháy nổ gây thiệt hại về người và của trên cả nước, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ vừa có công văn yêu cầu các đơn vị trực thuộc rà soát lại công tác phòng chống cháy nổ của các hộ kinh doanh, sản xuất nhỏ lẻ. Đây cũng là thông tin mở đầu chương trình hôm nay. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi. Theo đó, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Bộ Công an đề nghị Giám đốc Công an, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai một số biện pháp cấp bách sau: tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chỉ đạo các sở ban ngành, Ủy ban nhân dân các cấp, nhất là Ủy ban nhân dân cấp xã, đề cao vai trò trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy tại địa phương. Trong đó, tập trung bảo đảm các điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy đối với khu dân cư, phát động phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, xây dựng ban hành bộ tiêu chí an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, hộ sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ trong các khu dân cư, làng nghề phù hợp thực tế địa phương. Khi xây dựng quy hoạch các khu dân cư mới trên địa bàn, cần tính toán các giải pháp an toàn phòng cháy chữa cháy và thoát nạn cho hạ tầng kỹ thuật và từng căn hộ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cảnh báo nguy cơ cháy nổ, hướng dẫn kiến thức kỹ năng phòng ngừa thoát nạn khi có cháy nổ xảy ra. Tổ chức rà soát, nắm chắc số hộ sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ, hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh không thuộc diện quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy, đôn đốc hướng dẫn chủ hộ khắc phục ngay những sơ hở thiếu sót về phòng cháy chữa cháy. Tiếp theo là thông tin về dịch bệnh sốt xuất huyết đang diễn ra rất phức tạp. Thưa quý vị, tính đến thời điểm này, Hà Nội đã có hơn 5.000 ca mắc sốt xuất huyết, 4 người đã tử vong. Có nơi cả làng gần 200 ca mắc, có những hộ cả gia đình đều bị sốt. Mặc dù chính quyền địa phương đã rất nỗ lực trong công tác phòng chống dịch, nhưng tình hình vẫn có nhiều diễn biến phức tạp. Ghi nhận tại phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội, một trong những điểm nóng về dịch sốt xuất huyết hiện nay. Thời gian vừa qua, cả 6 người trong gia đình ông Nguyễn Văn Thanh ở tổ 11 phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội lần lượt mắc phải sốt xuất huyết. Mọi người trong gia đình ai cũng mệt mỏi vì phải thay phiên chăm sóc nhau. Các cháu thì đang đi làm, cơ quan cũng phải nghỉ. Thế rồi là chúng tôi thì là đang bận trông cháu thì coi như cũng phải gửi các cháu đi cho các chỗ khác, khỏi sợ nó lây dịch sang các cháu. Không chỉ gia đình ông Thanh, nhiều người trong làng cũng có bệnh nhân bị sốt xuất huyết. Thời tiết mưa kéo dài đã tạo điều kiện cho bọ cậy và đăng quang sinh sản. Bên cạnh đó, người dân chưa có ý thức phòng dịch khiến cho dịch bệnh có điều kiện lan rộng. Chúng tôi thường xuyên làm việc tổng vệ sinh môi trường và riêng đối với lực lượng của trạm y tế và cộng tác viên dân số và y tế thì chúng tôi lại kiểm tra, rà soát, đánh giá lại các tình hình đấy. Và nhân dân cùng vào cuộc thì chúng tôi sẽ dập được dịch sốt xuất huyết. Bệnh sốt xuất huyết đến nay chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu. Khi bị sốt, nghi ngờ sốt xuất huyết, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị. Tuyệt đối không được tự truyền dịch và điều trị tại nhà. Thưa quý vị, sau 2 tháng triển khai thu thuế hoạt động kinh doanh trên mạng xã hội tại Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh và Cục Thuế Hà Nội, kết quả thu là khá khiêm tốn. Có tới 90% chủ tài khoản không đến cơ quan thuế làm việc khi được gọi đến. Thực tế này cho thấy, phần lớn những người kinh doanh qua hình thức này chưa ý thức được nghĩa vụ thuế của mình, đồng thời còn nghi ngại khi phải đến gặp cơ quan thuế. Vừa qua, ngành thuế đã có nhiều hình thức liên hệ đến khoảng 27.000 tài khoản kinh doanh qua mạng Facebook. Sau 2 tháng triển khai, chỉ có khoảng 10% chủ tài khoản chủ động đến gặp cơ quan thuế. Rõ ràng, kết quả bắt đầu triển khai thu thuế người kinh doanh qua mạng vẫn còn khiêm tốn, nhưng ngành thuế khẳng định có đủ căn cứ để quản lý hình thức kinh doanh này. Các cái cá nhân mà là cá nhân cư trú tại Việt Nam, họ vẫn là những cá nhân có một cái địa điểm kinh doanh cố định tại Việt Nam, vẫn phải có những cái địa điểm tập kết hàng hóa, rồi có những cái phương tiện để giao nhận hàng hóa hay là thông qua các cái công ty chuyển phát nhanh để ship hàng. Thì đấy là những cái căn cứ để chúng tôi đưa vào quản lý thu thuế. Khi được thăm dò về việc đóng thuế kinh doanh online, nhiều người kinh doanh vẫn chưa hiểu về cách tính và rất băn khoăn về việc tính hợp lý của các mức thuế buôn bán qua mạng. Việc hoàn thành thuế cũng là cách để có thể duy trì việc kinh doanh đảm bảo ổn định.
Tuy nhiên cần phải trưng cầu ý kiến người dân, những người trực tiếp tham gia hoạt động kinh doanh trên Facebook. Phần lớn kinh doanh trên Facebook hiện nay theo hình thức quảng cáo trên mạng, nhưng khách hàng lại đến xem hàng và giao dịch trả bằng tiền mặt, nên khó có thể kiểm soát được doanh thu. Vì vậy, nhiều chủ tài khoản tỏ ra rất hững hờ khi ngành thuế gọi tên. Thưa quý vị, trong những năm gần đây, mức sinh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giảm xuống rất thấp, chỉ còn 1,45 con trên một người phụ nữ, trong khi mức sinh thay thế của cả nước là 2,1 con. Nhiều giải pháp đã được đề ra để ứng phó với tình trạng tỷ lệ sinh thấp tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và các thành phố lớn trên cả nước nói chung. Nguyên nhân làm mức sinh giảm ở các thành phố lớn, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, là do áp lực cuộc sống và công việc khiến tỷ lệ phụ nữ kết hôn muộn, sinh ít con tăng cao. Từ đây, tỷ lệ phụ nữ không sinh con cũng ngày càng gia tăng. Ngoài ra, cuộc sống ngày càng phát triển, chi phí nuôi dạy trẻ ngày càng cao, trong khi mức thu nhập lại thấp. Qua đó, nhu cầu sinh nhiều con có xu hướng giảm mạnh. Hơn thế, tỷ lệ vô sinh nguyên phát và thứ phát có xu hướng gia tăng, làm việc sinh con khó khăn hơn đối với một số phụ nữ. Do đó, nhiều chuyên gia cho rằng, trong tình hình mới, nhà nước cần vận động, khuyến khích các gia đình sinh đủ hai con để tránh nguy cơ Việt Nam sẽ phải đối mặt với các vấn đề như gia tăng tốc độ già hóa dân số, thiếu hụt nguồn lao động, mất cân bằng giới tính khi sinh, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội. Ta nên dứt khoát, không để một đến hai con nữa mà ta dứt khoát là vận động và khuyến khích mỗi một cặp vợ chồng. Bây giờ có thêm một câu nữa là với cá nhân, tức là những phụ nữ đơn thân ấy, là sinh đủ hai con. Và điều này là như chúng ta đã vừa trao đổi, nó sẽ góp phần vấn đề ổn định cái mức sinh thay thế và ổn định cái cơ cấu dân số hiện tại và tương lai. Để khuyến khích sinh, thành phố Hồ Chí Minh đã thay đổi chiến lược trong giai đoạn 2016-2020, trong đó có việc thay đổi khẩu hiệu trong công tác dân số, thực hiện mỗi gia đình nên sinh đủ hai con thay vì mỗi gia đình chỉ sinh một đến hai con như trước. Chuyển sang các thông tin dân sinh đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Vịnh Vân Phong thuộc huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa đang trở thành một điểm đến thu hút khách du lịch do có nhiều thắng cảnh và hòn đảo độc đáo như đảo Điệp Sơn, đảo Vạn Thạnh. Tuy nhiên, một năm trở lại đây, trên vùng biển này đã mọc lên một thành phố nổi với hàng trăm nhà lồng bè nuôi trồng thủy sản của ngư dân đã phá hỏng cảnh quan của vùng vịnh này. Trên đây là hình ảnh chi chít những nhà lồng bè nuôi trồng thủy sản của người dân đã ồ ạt mọc lên, chẳng khác nào như một thành phố nổi ngay trên vùng biển Vịnh Vân Phong. Ngoài phá nát cảnh quan đẹp của vịnh, còn gây khó khăn cho các ghe thuyền đánh bắt của ngư dân khi phải né tránh, gây mất an toàn cho các tàu thuyền chở khách đi đảo Điệp Sơn, nơi có lối đi bộ ngay trên biển, được coi như thắng cảnh độc đáo có 102 của tỉnh Khánh Hòa. Tình trạng trên đã bộc phát hơn một năm nay với hàng trăm nhà lồng bè nuôi trồng thủy sản của người dân địa phương mọc lên ngày càng dày đặc, gây bất an cho vùng biển đẹp của vịnh Vân Phong. Hiện đang rất cần có sự can thiệp chấn chỉnh của ngành chức năng địa phương. Những năm gần đây, sinh vật ngoại lai được nhắc đến nhiều bởi chúng có tác động xấu tới môi trường, gây hại cho sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, trên thực tế, các hoạt động ngăn chặn và kiểm soát sinh vật ngoại lai lại gặp rất nhiều khó khăn do tốc độ phát triển, sinh sản của chúng quá nhanh. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi ghi nhận ngay sau đây. Ghi nhận tại tỉnh Thanh Hóa, thời điểm gần đây, các sinh vật ngoại lai như bèo lục bình, ốc bưu vàng, cây dược mai, cây trinh nữ và cá rô phi hoang hiện đang có chiều hướng gây hại và phát triển mạnh trên địa bàn tỉnh. Cá rô phi hoang là loại cá ăn tạp, nên tại các đầm nuôi thủy sản, chúng sẽ ăn hết cá, tôm mới thả. Cây dược mai phát triển mạnh sẽ hút hết chất dinh dưỡng trong đất. Bèo lục bình trong điều kiện thuận lợi có thể phát triển gấp đôi diện tích trong khoảng 10 ngày. Với tốc độ đó, nó sẽ che phủ mặt nước, thối bột làm giảm oxy hòa tan trong nước, dẫn đến làm chết cá và các loài thủy sinh. Nhiều tuyến kênh trên địa bàn huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa thường xuyên bị ách tắc và phải tốn rất nhiều kinh phí để nạo vét khơi thông. Này cá rô phi nó có khả năng sinh sản và sức sinh sản nó rất lớn, thì con cá rô phi này có thể là nó sinh sản với cái số lượng lớn, nó có thể là cạnh tranh về môi trường sống, thức ăn đối với những cái sinh vật mình nuôi. Hay về cái ngăn ngừa và cái phòng trừ những cái sinh vật ngoại lai có thể là gây hại cho sản xuất nông nghiệp ấy, thì bà con có thể là trong cái quá trình là cải tạo đồng ruộng là nên là tận thu và bắt bằng biện pháp thủ công và có thể là sử dụng nó làm cái thức ăn cho chăn nuôi hoặc nuôi trồng thủy sản. Ruộng sâu là ăn phá hoại kinh lắm, cứ chấm cái là lại cắn, coi như là dân đi bắt cũng nhiều mà ra nó cũng cứ sinh ra. Để phục vụ hạn chế sự gây hại của các sinh vật ngoại lai, nông dân trong tỉnh đã thu gom ổ trứng, bắt ốc, nạo vét kênh mương. Thế nhưng vẫn rất khó diệt trừ do tốc độ sinh sản phát triển của chúng quá nhanh. Vì vậy, việc phòng trừ cần được tiến hành thường xuyên liên tục. Các địa phương và các ngành liên quan cũng cần dành nguồn kinh phí hợp lý để phục vụ cho công tác này.
Thời gian qua, nhiều tàu thuyền công suất lớn ra vào cảng Tịnh Kỳ thuộc xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi liên tục xảy ra tình trạng bị va vẹt vào đường dây điện 22 kV nhánh rẽ Tịnh Kỳ đoạn vượt sông Kinh Giang gây đứt dây điện. Theo thống kê của Công ty Điện lực Quảng Ngãi, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2017 đã xảy ra 4 vụ va chạm làm đứt đường dây điện. Sự cố không chỉ gây nguy hiểm cho tàu thuyền ra vào cảng mà còn dẫn đến tình trạng mất điện trên diện rộng, ảnh hưởng đến hơn 10.000 người dân và hàng chục doanh nghiệp hoạt động trên cảng cá Tịnh Kỳ, việc khắc phục cũng gặp rất nhiều khó khăn. Chuyển sang phần tin an ninh trật tự an toàn xã hội. Thưa quý vị, vào sáng ngày 1 tháng 8, trên địa bàn huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra một vụ cháy lớn tại một xưởng sản xuất nhựa. Vụ cháy đã thiêu rụi nhiều tài sản bên trong, ước tính thiệt hại nhiều tỷ đồng. Theo người dân khu vực, vào khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bốc lên từ một công ty sản xuất nhựa nằm trong hẻm nhỏ đường Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh. Lực lượng bảo vệ và người dân đã hợp sức dập lửa, nhưng do bên trong nhà xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên đám cháy ngày càng bùng phát mạnh, cột khói bốc cao. Nhận tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh đã huy động hơn 20 xe chuyên dụng, hàng trăm cán bộ chiến sĩ của 10 đơn vị đến hiện trường để dập tắt đám cháy. Do thời điểm cháy có gió mạnh, bên trong nhà xưởng chứa nhiều nguyên vật liệu dễ bắt lửa nên đám cháy lan nhanh và bao trùm toàn bộ kho xưởng rộng hơn 1.000 m². Bước đầu ghi nhận, vụ hỏa hoạn trên không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi hàng ngàn mét vuông kho xưởng cùng nhiều tài sản bên trong. Thưa quý vị, chiều ngày 31 tháng 7 trên đường Phan Đình Phùng, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, một chiếc xe ô tô cố tình đổ ngược chiều, mở cửa không quan sát, khiến cô gái chạy xe máy loạn choạng tay lái ngã ra đường, xe buýt phía sau trời tới cán tử vong tại chỗ. Theo đó, cô gái tên Quỳnh Bảo Ngọc, 26 tuổi, ngụ Bình Dương, điều khiển xe máy trên đường Phan Đình Phùng hướng ra đường Cách mạng tháng 8, thị xã Thuận An. Khi xe lưu thông đến trước cổng chợ Lái Thiêu, phường Lái Thiêu thì gặp một ô tô du lịch cố tình đổ ngược chiều. Lúc này tài xế mở cửa thiếu quan sát, khiến chị Ngọc loạn choạng tay lái ngã ra đường. Đúng lúc này, xe buýt biển kiểm soát 51B15871 chờ tới, không kịp xử lý, cán qua đầu khiến nạn nhân chết tại chỗ. Vụ tai nạn khiến người dân hiếu kỳ đứng theo dõi kính hai bên đường. Đến 15 giờ 30 phút chiều cùng ngày, lực lượng chức năng thị xã Thuận An cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan mới hoàn tất khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang vừa bắt tạm giam 3 đối tượng gồm Trần Văn Rộng, 31 tuổi, ngụ tại tỉnh Tây Ninh, Châu Văn Thành, 43 tuổi và Nguyễn Văn Hiển, 32 tuổi, cùng ngụ tại tỉnh Long An về tội trộm cắp tài sản. Theo kết luận điều tra vụ án, thì vào ngày 5 tháng 4 năm 2017, Rộng rủ Thành và Hiển thuê xe taxi từ Long An đến Kiên Giang để mua gà đá về chơi và bán lại kiếm lời. Khi đến trại gà của ông Bùi Quang Sơn ở ấp Minh Hòa, huyện Châu Thành, cả bọn ghé vào mua được 2 con gà với giá 10 triệu đồng. Lúc này, quan sát thấy trại gà của ông Sơn có nhiều con gà giống được nhập khẩu từ Mỹ, có giá trị kinh tế cao và ở nơi vắng vẻ, nên Rộng rủ Thành và Hiển đợi trời tối sẽ quay lại bắt trộm. Đến 0 giờ ngày 6 tháng 4, cả ba tiếp tục thuê taxi đến trại gà ông Sơn, rồi dùng kìm cộng lực cắt hàng rào, đột nhập vào trong bắt trộm 20 con gà giống, rồi mang về Long An bán được trên 50 triệu đồng. Với thủ đoạn tương tự, tối ngày 21 tháng 4, Rộng tiếp tục rủ Hiển và Thành quay lại trại gà ông Sơn bắt trộm được 17 con gà trống giống Mỹ, thì bị ông Sơn phát hiện, báo công an, truy đuổi bắt được Thành và Hiển. Riêng Rộng trốn thoát. Đến ngày 21 tháng 6, Rộng bị công an bắt giữ. Ước tính thiệt hại kinh tế do ba đối tượng này gây ra cho ông Sơn là trên 600 triệu đồng. Thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án 901L, chiều ngày 31 tháng 7, tại xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, lực lượng phòng chống tội phạm về ma túy, bộ đội biên phòng tỉnh Kon Tum, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y đã bắt quả tang đối tượng Pao F, sinh năm 1968, thường trú tại bản Thả Bốc, huyện Thả Pà Pang, tỉnh Pô Ly Khăm Say, Lào, về hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy. Quá trình khám xét trên xe Hilux hiệu Toyota của đối tượng, lực lượng chức năng của bộ đội biên phòng tỉnh Kon Tum còn phát hiện 10.020 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều dao nhọn với kích thước khác nhau và một số dụng cụ khác nhằm mục đích chống trả lại lực lượng đánh án khi bị bắt giữ. Được biết, đây là chuyên án thu được số lượng ma túy tổng hợp lớn nhất trong mấy năm gần đây trên địa bàn Tây Nguyên nói chung, Kon Tum nói riêng. Hiện lực lượng chức năng của bộ đội biên phòng tỉnh Kon Tum đã hoàn tất thủ tục pháp lý để bàn giao đối tượng tang vật cho cơ quan chức năng tiếp tục xử lý. Ngày 31 tháng 7, Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với một đối tượng tung tin thất thiệt trên mạng xã hội Facebook. Theo đó, Công an quận Thanh Khê đã quyết định xử phạt 5 triệu đồng đối với đối tượng Nguyễn Kim Anh, 30 tuổi, quê ở Nghệ An, vì hành vi tung tin thất thiệt trên mạng xã hội Facebook vì việc Đà Nẵng tổ chức lễ hội sờ ngực tại công viên 29 tháng 3. Đây là thông tin không chính xác, ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục của dân tộc, ảnh hưởng đến hình ảnh con người và thành phố Đà Nẵng. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về một lễ hội sờ ngực phụ nữ để làm từ thiện sẽ được tổ chức tại Đà Nẵng từ ngày 15 tới ngày 30 tháng 8.
Ngay sau đó, thông tin này đã nhanh chóng lan truyền và gây xôn xao dư luận. Trước đó, vào tháng 6 năm 2017, Công an thành phố Đà Nẵng cũng đã xử phạt 12,5 triệu đồng đối với đối tượng đã tung tin không đúng sự thật về một vụ việc bắt cóc trẻ em lên mạng xã hội gây hoang mang dư luận. Phần cuối chương trình sẽ là tiểu mục vấn đề hôm nay. Thưa quý vị, nên hay không cho con học chữ trước khi vào lớp 1? Câu hỏi gây bão trên các diễn đàn bà mẹ và trẻ em mỗi dịp hè và hiện lại đang gây tranh cãi những ngày gần đây. Vấn đề lại càng nóng lên khi mỗi bên lại đưa ra những lý lẽ khác nhau để ủng hộ quan điểm của riêng mình. Vậy ý kiến cụ thể của các bậc phụ huynh cũng như của chuyên gia về vấn đề này như thế nào? Mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Chưa vào lớp 1 nhưng bé gái này đã đánh vần, ghép chữ khá thành thạo. Đó là kết quả của việc 3 tháng hè vừa rồi, bé được bố mẹ cho đi học lớp dạy chữ trước lớp 1. Được biết, nhu cầu của các phụ huynh cho con học chữ trước là khá phổ biến. Với tâm lý lo con thua kém bạn bè, nhiều phụ huynh cho con đi học chữ trước. Mà mình chỉ muốn là cháu làm quen với các mặt chữ để khi mà vào lớp 1 cháu không phải bỡ ngỡ, kiểu như là bị chậm so với các bạn và cảm thấy chán học. 10 em bé thì phải chị ném là đi học trước, thì tâm lý của mẹ nào thế thôi. Việc con biết chữ sớm khiến phụ huynh rất hài lòng, yên tâm. Tuy nhiên, phụ huynh cũng cần cân nhắc có nên cho con học kiến thức trước lớp 1. Đối với học sinh đã học trước khi bước vào lớp 1 thì thường các con thường rất là chủ quan vì mình đã biết rồi. Vì vậy là khi trong giờ học thì các con thường có thể là không tập trung hay là mất trật tự hoặc là chủ quan về những kiến thức của cô dạy. Vì vậy là thường thì các con sẽ cũng có thể gây ảnh hưởng đến các bạn khác. Bố mẹ thì nghĩ rằng con đã giỏi nên bố mẹ cũng sẽ không quan tâm đến việc là con học hành tiếp theo như thế nào. Như vậy cái việc mà cho con học lớp 1 trước chẳng đem lại lợi lộc gì, thậm chí mang lại rất là nhiều những cái hệ quả xấu cho các con. Theo các giáo viên và chuyên gia giáo dục, cha mẹ có thể cho con tham gia những lớp tiền tiểu học hoặc tự trang bị cho con kỹ năng như tư thế ngồi, cách cầm bút, kỹ năng chào hỏi thầy cô, ứng xử với các bạn bè và tâm lý yêu thích nhà trường, thầy cô và bạn bè. Đó mới chính là những hành trang cần thiết và quan trọng để trẻ bước vào lớp 1. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai. Việt Nam trúng phần lớn gói thầu xuất khẩu gạo sang Philippines. Hàng loạt trường đại học công bố điểm chuẩn tuyển sinh năm 2017. Sơn La bắt 5 đối tượng thu 20.000 viên ma túy tổng hợp. Hiểm họa khôn lường với những bộ tóc giả trôi nổi trên thị trường.